Trong lần tiếp xúc của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh với 30 hộ dân được cho là nằm trong khu vực 4,3 ha ở Thủ Thiêm thì những cơ quan báo chí được tác nghiệp ở bên trong phòng họp cũng rất là hạn chế, và đa số các em báo chí đều phải tác nghiệp ở cái phòng báo chí thông qua màn hình như thế này. Và không chỉ có các cơ quan báo chí, các phóng viên mà số hộ dân được mời đến tham dự buổi tiếp xúc hôm nay cũng rất là hạn chế. Buổi tiếp xúc này chỉ có 30 hộ dân. Trong 30 hộ dân này thì có đến 27 hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đã nhận những suất tái định cư. Trong đó chỉ có 3 hộ dân là vẫn còn những cái khiếu kiện. Đó thì rất nhiều hộ dân khu phố 1 phường Bình An cũng cho là mình nằm ngoài ranh, cũng đã đến cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay, tuy nhiên thì đã bị lực lượng chức năng cản trở và không cho vào. Sau đó thì với cái sự bức xúc của người dân thì khu vực diễn ra buổi tiếp xúc đã đồng ý cho những người dân có chứng minh nhân dân và có hộ khẩu thường trú là khu phố 1 phường Bình An vào bên trong khán trường để theo dõi phiên tiếp xúc thông qua màn hình. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo quận 2 đã đề xuất phương án bồi thường cho những hộ dân thuộc khu 4,3 ha để lắng nghe ý kiến của bà con. Khi được sự đồng thuận, tổ công tác của thành phố sẽ trình lên Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thông qua. Còn hiện nay trên tinh thần thì mời bà con theo như cái dự cơ bản là hoán đổi đất. Nhưng mà trước mắt chỉ xác định là hoán đổi đất đúng diện tích mà người dân đang có ở tại cái vị trí di dời. Báo cáo là trước đây trong khu này dự kiến khoảng hơn 300 trường hợp, nhưng trong đó là cũng rất nhiều hộ là cũng đã được bố trí tái định cư ở nền đất ở vị trí khác hoặc là căn hộ chung cư ở vị trí khác. Nếu trường hợp bà con vẫn giữ cái vị trí đó thì chúng tôi sẽ thẩm định giá tại vị trí đó và tại vị trí nơi di dời, thì cái phần đó sẽ bà con sẽ nhận cái phần định đợt để tránh cái thay đổi cái cuộc sống. Với phương án đề xuất này, đại diện các hộ dân cho biết vẫn còn nhiều điểm chưa đồng thuận, trong đó điều quan trọng nhất là hiện tại ranh giới, vị trí cụ thể của khu 4,3 ha vẫn chưa được xác định. Có căn cứ từ cái quyết định nào, từ cái bản đồ nào, cái 4,3 ha nó nằm ngoài ranh? Chứ còn bây giờ lúc nãy tôi vào đây tôi phát biểu vào cửa đó là gạt hết rồi. Tôi thì nói chung là tôi đấu tranh nhá, trước đến nay là nếu đấu tranh theo cái văn bản 6577 đã được phê duyệt sử dụng đất của quận 2 thì tôi nói là khu phố 1 tôi nằm ngoài hết. Thì chỉ có một cái nguyện vọng duy nhất là được lấy lại đất của mình, không có đồng ý hoán đổi gì cả, và đồng thời phải bồi thường cho gia đình tôi những cái tổn thất về tinh thần trong những gia đình trong những năm qua. Trước hàng loạt ý kiến của người dân, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường thành phố phải nhanh chóng tìm hiểu những tài liệu của người dân để xác định rõ ranh giới của khu vực này để có phương án bồi thường hợp lý.